Dạ, Bích Hương xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Hương lại tiếp tục công việc của Hương mỗi ngày, thì là đi quay để có clip để cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hôm nay thì Hương cũng khỏe đã đỡ rồi, thì Hương cùng với mấy em á đi tuốt ở dưới kia để mình kiếm cái con kênh mà người ta ít có xuồng ghe đi á, để mà mình đi bắt cá nha cô chú. Giờ Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng đi bắt cá với mấy chị em của Hương nha. Hương sẽ bơi tuốt ở dưới cái kinh xã dưới kia á, lục bình không nhiều. Đây, nhìn nó hoang sơ quá, mấy cái đám rùa nó thả mấy cái gọng dây xuống hồng hồng nè. Dạ rồi. Rồi gió kìa, gió thổi mấy cái lá lao sao. Rồi mình chắc mình chọn cái địa điểm ở đây thôi anh em ơi. Thấy đây là ổn nè. Dạ, Hương đã tìm được cái chỗ để mấy chị em Hương làm gì ta? Làm việc rồi. Giờ mấy chị em của Hương sẽ mò mấy cái hang ở đây nè. Ở đằng kia nước nó sâu quá, mình phải tìm cái hang, cái chỗ cạn có cái hang mới được. Mới hết bệnh nha, cái đi ngâm nước ra về chứ xong ngâm mấy ngày nữa chưa coi. Ồ, nhiều quá, mình ra bớt đi. Ủa, ốc nè. Ủa, ốc nó đu mấy cái tàu chuối vậy nè, ốc nữa mua vàng nè. Mình làm mình luộc ăn cũng ngon lắm luôn á. Ồ, ơi ốc nhiều lắm nha. Nước ngoài ruộng kìa. Nè. Ốc quá trời luôn nè. Có con hàng rồi đó. Quên nữa, để lấy bao tay mang vô mới được. Trời ơi, con này ốc nè, con này. Ngoài ruộng bơm nước vô. Ủa, bơm nước kìa ta. Nhiều quá vậy. Từ nhóc luôn cho bá luôn. Ủa ốc bự không, cái này chắc đi nhất ốc chắc về làm đủ cái món ốc luộc ăn rồi đó. Chấm cơm mẹ. Ê Thành ơi, thấy ốc mà ốc luôn nha Thành, để mình lùi làm cái món chấm cơm mẹ mình ăn Thành ơi. Đây là đó. Dạ, yeah. thèm đó hả? Không, cái này không phải. Đây nè, chỗ này nè, chỗ tàu chuối mình đi. Con. Đây nè. Ui kìa. Ốc hết trơn luôn kìa. Ủa nhớ theo ốc bao ốc luôn nha. Rồi xong, để chị lấy bao tay chứ Văn ơi. Cái này ở đây con nổi nè. Phải. Đó. 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 Có thấy không? Trời ốc nhiều với ta. Này có mấy cái hang nè. Rồi cậy không à. Ôi hang nó nhiều ngõ quá, mình phải chặn đầu nó lại. Dạ. Mò ốc mò cá. Vừa ngay đâu về hả? Ôi trời, cái gió đặt thuốc cái này luôn hả? Ở đây trời đặt thuốc cái này luôn. Mò ốc mò cá mò dẹm rồi á. Ôi ngồi cây cây vô nè. Chị ơi, ở đây có cá. Wow. Khúc gần chưa có cá luôn kìa. Sao rồi, nó chui vô tới trong mỗi lục bình luôn. Ui, con phi, đừng con cá con phi được kìa. Được một em cá rô phi. Bự lắm thương à. Bự lắm hả? Ừ. Thank you.
nước còn sát sát xíu nữa. Hai đứa làm gì á, nắm giò nhau hả? Trời ơi, được ốc quán luôn nè. Thấy gì bắt nấy. Khi mà mình thu hoạch mình thấy gì bắt nấy. Nãy giờ Hương xảy một con cá lau kiến rồi đó cô chú ơi. Có cá lau kiến rồi đó mà mình xảy rồi. Này giò ốc luôn rồi con. Ủa kìa. Thấy gì không chứ? Sao rồi? Trời ơi, lôi dẹp bự quá à. Đem về luôn. Lấy nhìn. Ở đây vậy em bông bự bự hơn làm kia luôn em hút ha. Bữa giờ mình không biết ở đây đâu. Nhìn chăng nó nói nhìn mắt thấy ghê. Thâm niên. Mắt ngủ, không ngủ được, khó ngủ. Mai mốt là biết rồi nha. Mình à, mình à, bắt cá mình mang đi mai. Cá nó muốn chết luôn mọi ơi, chị mốt cái đầu nó coi nè. Đây không được cá gô rồi nha cô chú ơi. Ê, chị được con cá rồi nè. Cá này nó cũng không được bự lắm đâu cô chú ơi. Như thôi à. Rồi lấy cái dầm chân ơi. Mấy cá ở đây nó làm hang nè. Cái này hang hang lỗ 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 rồi là hang cá không nè. Cái này cũng hang nhất hết trơn. Mà mình phải mò từng hang mình coi cái ngõ nó đâu. Trời nó kẹt ai lên mọi người. Ui nè, nó kẹt cái. Ôi cái hang khô khô chứ nó hang nhìn dơ vậy. Ê ê, đụng cái đuôi con cá chê cái gì nè, nó bóng bóng nè. Ôi xấu quá. Ôi nó xấu quá à, xấu quá. Cái đụng cái đuôi nó để chặn đầu bên đây nó được, tay bên đây người ta bên kia. Con cá chê. Hên là có bao tay nha. Có bao tay thì Hương mới bắt được. Đây là con cá chê trắng nè cô chú ơi. Hương được con cá chê trắng nè. Nó không có bự đâu, nó nhìn nhỏ thôi nè. Ôi trời cái ngạnh đó nè. Ông bữa nay lần đầu tiên Hương mới bắt được con cá chê nó mạnh dạn vậy luôn á, là tại vì Hương mang bao tay nè. À, ở cái sườn nữa. Ơi, có cá nữa hả? Chị được con cá chê nè. Thôi không dám thả lỏng người là Hương bóng đó mà không nhúc nhích được luôn nè. Mình đấu sát vô hai cái ngạnh này nè. Ôi, bóp nó muốn chết luôn rồi kìa. Ôi mấy cá này chết không trời. Cái chỗ này mình gặp không chết nha. Chỗ này là chỗ cá rô phi nhiều sao á.
mà lâu với không thấy không có cái biển nha. Ở đây chuối nhiều quá trời nhiều. Ở trên Hưng nó muốn ăn cây chuối còn kiếm hơi khó. Ý ốc mẹ. Đấy, chim cá nữa hả? Ủa. Ê để chị Trăng đang quay đây, cái đây ốc nữa nè. Hưng móc về nhiều cái mình gọng lại mình luộc chấm con mẹ ăn bá cái. Ủa? Luôn. Ê cá gì vậy Thành? Cá sạch con cua hay con ốc gì vậy? Ê Trăng. Ê con cua gì nè? Cá sạch gần luôn. Ê nhìn con cá sạch gần á, dưới sông nhìn là biết liền thấy phèn không luôn kìa, vàng khè kìa. Con cá mà cũng bị đóng phèn nữa. Ê con tép kìa. Ê nãy giờ mấy đứa có gặp con tép không? Không. Tép theo mấy cái ngõ này nhóc hết trơn này, chị mới vừa đưa vô cái dãy cái đặt ra luôn. Ê chị dính được con cá gô nha. Tìm đi. Tụi nó có con cua. Thế nào cũng bắt con cua này mới được. Chết ơi bao vô. Ê được con cá gô. Nhìn con cá gô nè. Nó nẹt dữ lắm, nẹt luôn rồi nè. Nó cắn mà nó dính cái bàn tay luôn. Thì cái tay mình sao chịu nổi. Để chị chập xuồng quăng vô mới được. Nè có con cua kìa. Hưng sẽ đắp con cua nha. Nãy giờ nó thụt thò trong nó hoài luôn. Nhìn đây 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 gì chặn nó lại nè. Ây da mày chạy đi đâu. Bắt ta có khi nào thấy cái kèo nó kẹp không? Chụp nó. Cái nó ra ngoài này chứ. Cô này cũng nhỏ. Ê, nó kẹp chị. Dạ. Từ. Bắt con cua này nắp ra nữa thì 20 phút rồi. Đây. Dạ. Ca chưa? Thầy cua này nhỏ à, nhưng mà nó trong hang nó cứ thập thò hoài luôn. Ê con này nó mới đẻ hay sao nè. Ui nó đang có trứng, nó đang có trứng nữa. Mày thả nó đi ha. Tại vì nó đang nuôi trứng mà. Mày muốn nó đẻ con cua bự hả? Đây có nhiều cá luôn. Rồi quăng. Gán bắt thiệt quăng. Nghe có cá xong rồi quăng con cua luôn rồi. Đó. Mấy cái hang này nhiều lắm luôn á, mình phải chặn đầu nó nắp được. Ê, được con cá gì vậy? Cua phi nữa. Ê, ở đây sao cá cua phi nhiều lắm nha trời. Cái kìa. Ê, cái nắng cái gì vậy? Kìa. Có được nữa rồi kìa. Mày sáng sớm là mấy chị em đi xuống nước rồi, hồi nãy lạnh ha. Mà giờ hết lạnh luôn rồi. Sao hết rồi, cũng còn nữa đâu. Đi dài dài chi nữa, bữa nay đi xa ha. Ê muốn mặc đầu chị luôn mấy đứa ơi. Rồi ho luôn rồi. Ê cái núi này không nè. Cái gì vậy? Núi cái tàu thì là ăn cá nãy nó chỉ là mặt. Nước học đây nè, mấy cái hang này ha. Nước lớn cái là làm hang tốt trên bờ. Cái nước nó cạn xuống cái ngồng. Mấy cái cây này có sâu nha. Sâu mới sâu mình bác sân mái luôn á. Trời bắt lưỡng ngốc luôn nè. Ê chị đụng được con cá gô. À con cá gô với con ốc luôn. Đây là con cá gô nha. Ôi con cá gô này hình như cái miệng nó bị gì nè. À cái miệng nó. Ê giống như cái bài ao ao ê luôn em. Cái thằng đó nó bắt con cá lên karaoke luôn em. Cái này đi cái này đi bắt cá mà không quên tấu hài nha.
Nha quê hương em. Nha quê hương em. Ê da, nước sâu quá, lấy sâu quá. Đi mình bắt về dài về về ngược về lại hướng về nhà lại Phúc ơi. Hướng giờ cũng chậm lâu rồi. Chậm nhiều quá cái lưng dĩa nữa. Ê Phương với mấy em sẽ đi dài dài về lại. Ây. Ôi nãy giờ không thấy ốc nữa. Trời cái hàng này hàng gì mà có ốc rồi chết rồi ốc lên. Trời ơi cái hàng, ừ nhìn vô kìa. Nhìn hàng sâu quá. Cái hàng chuột kìa. Ôi nhìn vô hàng sâu thăm thẳm luôn trời. Trời ơi trời. Ê ê ê ê. Thanh là cái chị bệnh đâu kia kìa Thanh. Đụng con khách chê rồi, bụ lắm luôn. Mẹ đi. Ê, cứ qua đậu bên đây nè. Thang bên đây nè. Ê, chung gương tương chặn thôi, để chị có bao tay á, chị bắt nó dễ hơn. Ê, cứ đụng không, đụng đuôi đó chưa. Bự không, bự không. Bự lắm. Ê, ê, nó dậy, nó dậy. Từ thôi. Đầu tiên đúng không? Để chị thôi nha, để chị bắt. Dính dính này, dính này. Đi đi thôi. Ờ, nghi quá vậy. Đi đi thôi. Ổn không? Đây con cá. Không phải đâu. Hôm nay á, chị biết sao không? Mang bao tay á, cái mình bắt cá nó mạnh dạn hơn. À nơi được con cá bự là nơi mình đi. Đây là. Đây con cá to đó nè. Xấu. Đù im nhá. Ây da xấu nha. Đâu Thành. Bự không? Con ngồi dưới con vậy. Bự. Im vậy. Thành là chuyên gia đi mò dẻm. Ừ đúng rồi, Thành đi mò dẻm hay nha. Này xong chưa, Đúng không? Xong bay nghe. Thấy chưa? Mình mấy sao mình cầm là nó bị đơ là do cái bao tay mình nè. Mình bám chắc cái nó dãy không được. Bộ mới bữa nay nha. Bây giờ. Con cá này có bự lắm nè. Ơi con cá này có chia chánh hay có chia lai vậy? Lai có cá nè. Ý bữa nay mày đây là cá gì vậy Phú? Dạ cá rô phi. Ơi bữa nay mình đi gặp ngay cái chỗ cá rô phi hay sao rồi nè. Nè. Đây được con cá sạch rằn nè. Ôi trời dẹp nó kìa. Ui. Đây nè, có ăn cá sạch rằn này là nó bị đóng phèn. Nó bị đóng phèn nhằn nghính nè. Rồi Hương nhìn thấy cá này Hương ấm rồi đó nha. Ơi con này bắt bao tay dễ quá à. Mình biết rồi đó, mai mốt đi bắt cá đó mình đem bao tay theo. Ê chị muốn. Ê chị thấy chị em đu cây luôn rồi, cây này giữa sông luôn nè. Nè. Hương cái cây cứ nhớ đẳng thôi. Ô. Rồi đi về nhà đi kiếm hả không? Mệt quá. Ê, đói chưa? Có ai đói chưa? Có thằng Thành chứ ai? Ê, Phúc quay lạnh 5 phút. Đói. Lạnh hả? Thấy môi Phúc đen thui luôn kìa. Chứ bị Thành nhắn nước nữa. Ừ, Thành ác quá à. Thôi đi mình đi bắt dài dài về nó về kệ đi nhiêu thì nhiêu đi chứ giờ Hương cũng bệnh mà Hương ngâm nước lâu quá. Mấy em sáng sớm lên cũng chưa ăn gì chân rồi gió gì nè. Nó lạnh quá. Mình về bên nhau giật. Được con cá nữa đó nha. Mình về bên nhau giật xây. Cái lượng con cá này chưa? Hai chị ở trong mấy cái đống nha, chà chà vậy là có cá nhiều lắm không á. Mình hỏi lấy còn gặp cái hồ phi không ha. Ừ. Con thử con cá nữa thôi, phải bỏ đi nè. Nó còn khá lạc đúng không? Có khá lạc.
Ôi, có Phi nữa kìa. Ê, nay mấy chị em mình gặp có Phi nhiều quá ha. Có không Thành ơi? Chưa chưa. Con không có rồi, con còn một à. Con nữa nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Có Phi nữa rồi. Trời mất. Nè, đây con cá, con ốc. Thấy thương chắc cá chết lắm luôn á. Còn mấy lên mấy đứa ơi, chị nhức đầu quá. Dạ, mấy chị em của Hương á cũng bắt cá xong rồi cô chú ơi. À, giờ này cũng chưa rồi, mấy chị em từ sáng tới giờ ngâm á cũng lạnh rồi, gió này nè. À, thì nãy giờ Hương làm sảy hết mấy con cá rồi, bắt cá thì dính nha, nhầm tới lúc mà bỏ lên xuồng cái nó văng đi mất tiêu hết mấy con, thả hết mấy con luôn, vừa bắt vừa phóng sinh luôn. Thì Hương cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi về thôi. Được. Có khi nào chị bay xuống sông không? Hình xuôi xuồng lật lắm á. Xuồng này ớt chứ. Phi nhiều.